Mong mấy đấy. Mong mấy hôm rồi? Mười mấy ngày rồi thầy ơi. Mười mấy ngày à? Vâng, nửa tháng hơn rồi. Sinh ngày dương lịch bao nhiêu nhỉ? Vâng, đã dạ, con lấy cần con tặng cho thầy. Ê, con đọc một con của con gái con trước nhé. À, ngày dương lịch, sinh ngày dương lịch. Con gái con là sinh vào ngày 4 giờ chiều ngày 30 tháng 7 năm 1995 ạ. 30 tháng 7 năm 1995. Dạ. Chúc 4 giờ chiều ạ. 4 giờ hơn hay 4 giờ kém con cũng là 4 giờ con sinh ra con không được xem không cụ thể lắm. Rồi, đó là sinh vào giờ Mậu Thân. Úi dồi ôi, cô này sao lại giàu thế? À, thầy ơi, thầy nhớ quay video cho con với nhé. Thầy quay rồi, nhưng đừng đọc tên lộ đấy. Thầy dạ, không ghi dạ, tên đâu. Dạ. Và thầy không ghi tên, nên là đừng có đọc tên lộ đấy. Dạ vâng ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Xem luôn cho con gái không? Có, thầy xem luôn cho con gái con. Rồi. Xem luôn. Cô này sinh ngày âm là ngày 4 tháng 7 đúng không? Dạ đúng vậy ạ. Rồi. Con bé này sinh vào bảng giờ đấy. Là giờ đấy là hơi khó nuôi một chút. Dạ. Nhưng mà chúc mừng con nha. Việc thứ nhất là cô bé này sinh ra nữ ấy, mặc dù âm dương nghịch lý, bởi vì nó sinh ra ở cung dương là cung Tý. Nhưng mà dạ, ai sinh ra cung Tý cũng là người kinh khủng. Nhớ chưa? Đầu tiên cung Tý là cung rất... Những người sinh cung Tý là thường những người rất giỏi. Vì cung Tý này luôn luôn nhìn thẳng lên cung Ngọ, là gọi là cổng trời. Nhìn thẳng lên trời, như là trên trời rơi xuống ấy. Nếu mà trên trời mà có rớt xuống, cung Ngọ mà rớt xuống thì rớt ngay vào cung Tý. Tý Ngọ đối xứng nhau. Nha. Cô bé này mệnh thứ nhất là có hai sao Vũ Khúc Thiên Phủ. Cái sao Vũ Khúc nói về đa tài, đa nghệ, giỏi giang. Giỏi giang, đa nghệ, đa tài, là người có chí hướng lớn. Đấy, âm thầm làm những việc lớn. Còn sao Thiên Phủ nói về sự trung trinh. Đấy, hiếu thảo, nghiêm túc, lộc. Nghĩa là sao Thiên Phủ nó là cái sao lộc hố. Cái sao nói về tiền bạc, tiền tài. Nghĩa là cô này sinh ra rất là lắm lộc. Nhiều lộc, nhiều tiền. À, hai cái sao dòm sao này nói rằng là đây là một người sau này á, là công việc thì thuận lợi, còn tiền bạc thì rất nhiều. Đó. Và một cái sao nữa tại cung mệnh của cô chính là sao đào hoa. Sao đào hoa tại mệnh và thiên khôi. Đây là một người văn khúc, đây là một người rất là đẹp gái. Văn khúc, thiên khôi, đào hoa, xinh gái lắm nhá. Và đào hoa gặp thiên không tại mệnh ấy, thì cái cô này sau này là có xu hướng đi tu, về già ấy là có xu hướng tu tập và đạo Phật. Cô này là bây giờ thì chưa, nhưng mà sau này ấy, là người rất hiếu thảo. Vì đại hao tại mệnh là người mà hào phóng. Hào phóng, có tiền nhưng hào phóng. Có tiền, xinh gái, hào phóng nhá. Rồi, xem các sao phụ tinh của cô nào. Sao Tả Phù Hữu Bật thì lại nằm mất. Sao Hữu Bật nằm cung Quan Lộc nhá, chiếu vào cung mệnh tương đối tốt. Sao Tả Phù thì nằm là cung chồng mất rồi. Hóa khoa sao Tả Phù Hữu Bật nói lên cái cách là làm là cái sự phò tá mình ấy. Đấy, thì cô này cô có một 50% của sự phò tá. Đấy. Nhưng cung thân của cô lại cư Quan Lộc. Cung sao Tả Phù nó lại chiếu vào cung Quan Lộc, cũng nghĩa là chiếu vào cung thân, nên cô này sau 36 tuổi thì có cả Tả Phù Hữu Bật, có nghĩa là gì, cái sự trợ giúp của nó lại mạnh hơn so với trước 36, có nghĩa là người phụ nữ này sau 36 tuổi rất hoàn thiện. Rồi, cô lại có hoa khoa chiếu mệnh nữa, nằm tại cung thân nữa, nên là người này cũng là người mà sau này có kiến thức rất là tốt, uyên thâm. Rồi, học giỏi đúng không? Hóa khoa tại mệnh mà. Thiên khôi tại mệnh là thiên Việt nằm cung tài bạch nữa, chiếu vào cung mệnh. Đấy, khôi Việt là cái cách mà viết văn chương của nó rất giỏi. Rồi sao Tấu Thư nằm cung tài bạch cũng là người khéo nói. Đấy. Rồi cung Thiên Di lại có Lưu Văn Tinh nữa, là người rất là chăm chú học hành. Đấy chưa? Tiếc rằng người này không có sao hóa lộc.
Hóa Lộc nằm cung Điền Trạch và Lộc Tồn nằm cung Điền Trạch, nên việc kinh doanh buôn bán của cung sau này nó sẽ rất thuận lợi trong việc ngắt cát điền sản. Rồi thì đây là một la số mà tương đối tốt, rất nhiều sao sốt nằm ở cung thân mệnh, ví dụ sức khỏe tốt này, cung này sức khỏe rất tốt này, học kiến thức tốt này, hào phóng này, đấy, quan hệ với phụ mẫu là tuyệt vời nhá, quan hệ với mẹ là tốt, nhưng mà phụ binh nằm cung phụ mẫu nên là bố mẹ không chung thủy với nhau đâu nhá. Bố mẹ không chung thủy với nhau ạ? À. Vâng, bé thế. Dạ. Vâng, bé thế. Vậy thì về đường cháu lần cháu sau này về được tình duyên thế nào thầy hỗ giúp con xem vậy ạ? Tình duyên thì cô này cô ấy sẽ cô ấy có cái sao tả phù hướng bật chiếu của cung chồng ấy, nên là nhưng mà vì cung chồng là sao phá quân đắc địa nó cũng sáng, nên sau này hoán cải một chút thôi thì với chồng thì rất ổn, quan hệ với chồng tương đối ổn nhá. Nhưng phải hoán cải, nếu không hoán cải số mệnh thì vẫn hai lần chồng, bởi vì tả hữu chiếu cung chồng gặp quả tú. Đấy, cô thần quả tú chiếu cung chồng lại tả hữu chiếu vào chồng nữa, mà sao phá quân cũng là cái sao không lợi thế nằm cung chồng, nó đóng vào cung chồng, nên sau này cô này cần hoán cải một chút trước khi cưới ấy, thì với một đời chồng nhá. Còn nếu không quan tâm đến tâm linh, không hoán cải là hai đời chồng đấy, được chưa? Dạ. Rồi. Cô này à, cô này là lấy chồng sớm thôi, khoảng 27 tuổi là lấy chồng rồi. Vâng. 27 tuổi lấy chồng nhá. Và bảo nó một có một cái hạn là năm 24 tuổi, 2 năm nữa là hạn có bầu. Nhá. Năm 24 tuổi là hạn mang thai đấy. Lúc đấy chưa lấy chồng thì gọi là hạn đấy. Được chưa? Rồi. Năm 25 tuổi là bố mẹ xung khắc nặng, nghĩa là 3 năm nữa. Nha. Ok. Rồi cô bé này sẽ rất rực rỡ năm 36. Đây là một người giàu có, mẹ được nhờ là cái chắc rồi, vì nhị hợp với cung phụ mẫu, cả bố cả mẹ đều được nhờ cô bé này. Rồi. Cô sau này nhiều đất cát lắm, điền sản nhiều, tiền nhiều, công việc thì làm sếp to nhá. Tử vi thiên tướng nằm cung quan lộc là cái sao tròn sao vua đóng cung quan lộc, mà lại có sao thân là cư quan lộc nữa, nên là số làm quan lớn, có chức sắc. Bản mệnh là sơn đầu hỏa, cục là hỏa lục cục, cô này hơi nóng tính một chút. Mệnh chủ là cự môn, có nghĩa là nửa đời đầu nó ăn nói siêu phàm lắm, nửa đời sau thì thành thiên cơ, nghĩa là đi quân sư cho người khác tốt, là làm sếp được. Nhưng mà đề phòng là cung nô bộc của nó có sao thiên lương hãm, nên là bạn bè của nó ấy là chỉ giả nhân giả nghĩa thôi. Sao thiên lương gọi là sao giả nhân giả nghĩa, nếu mà hãm người ta cứ tỏ vẻ ra người ta từ thiện tử tế, nhưng thật ra đấy là một người rất mưu mô, nhưng cung nô bộc của bạn này rất xấu nha. Đấy, để hóa quyền làm cung nô bộc nữa thì hay bị bạn bè bắt nạt ức hiếp. Thiên mã làm cung nô bộc nữa là hay vất vả với bạn bè nhá. Tiếp nữa là cung thiên di của cô này đang gặp triệt, nên trước 36 tuổi ấy mẹ thì khen giỏi, nhưng người ngoài chưa khen giỏi lắm đâu, nhưng sau 36 tuổi là nó vụt sáng và cả xã hội này chấp nhận đây là một cô bé rất xuất sắc. Về hậu vận thì cẩn thận cho thầy mấy bệnh. Bệnh thứ nhất là dạ dày, bệnh thứ hai là bệnh bị khô xương nhá. Con cái của nó thì sau này tương đối tốt, con cái đều thông minh tất. Con cái thông minh lắm. Nói chung là giỏi, có cung con tốt. Cung chồng thì nếu mà sao phá quân nằm cung chồng thì nên chọn chồng làm công an, quân đội, tòa án, pháp luật, luật sư. Nhá. Đấy thì hoặc là chồng làm một nhà sản xuất thì sẽ hợp lý. Đấy, và cái năm mà hạn về trục trặc về đường chồng ấy nhá, là năm 31 tuổi, là năm đấy là hai vợ chồng xung khắc mạnh. Đấy, để hạn này. 33 tuổi thì cẩn thận, 33 tuổi thì cẩn thận là mất nhiều tiền, có biến cố mất nhiều tiền nhá. 35
35 tuổi cũng là năm mà hai vợ chồng hơi trục trặc một chút. Được chưa? Rồi. 36 tuổi thì mua phải đất mờ ám, có nghĩa là giấy tờ không chuẩn chỉ mà dính dáng pháp luật. 36 tuổi nhá. Rồi. 40 tuổi cũng hơi trục trặc với chồng một chút. Rồi. Còn từ 46 trở ra là công việc rất ổn định tốt. Từ 56 tuổi trở ra thì thỉnh thoảng hay ốm. Đấy. Thế là những cái năm mà hạn họa hạn lớn nhất với cháu. Hoặc là năm 76 tuổi là năm hạn lớn nhất trong đời. Thì lúc đấy có cả không kiếp chiếu là gươi cung tần ách nữa. Năm 76 tuổi là năm xấu nhất nhá. Đấy, thế còn mọi thứ ổn định thôi. Cô bé này sau này sống thọ lắm. Thế thầy, con thưa thầy là vậy, ví dụ cháu nó bị cái sao cô thần quả tú thì phải làm như thế nào thì mới được hả thầy? Cô thần quả tú nó chiếu cung chồng, nó không chiếu cung của nó. Thì cô bé này là cô nó không có tiền duyên đi theo đâu, mà sau này chồng cô mới có. Nên là khi mà trước khi lấy chồng ấy thì phải hóa giải tiền duyên của chồng đi. Hóa giải đi, siêu thoát cho họ thì sẽ ổn. Còn cô bé này rất hanh thông, không có sao cả. Thế cháu bây giờ cháu đang học về cái ngành địa chất thì bây giờ thầy xem chúc con xem cháu sau này cái ra cái ngành cháu làm về ngành địa chất liệu có hợp lý không ạ thầy? Có hợp với cái số của cháu không ạ? Cái sao thiên phủ ấy là nói về cái sao canh giữ kho tiền, sao thiên phủ thì nó thuận về tài chính. Nhưng sao vũ khúc thì có thể là thuận về cái nghề mà liên quan đến tay chân. Ví dụ như địa chất là phải phải đi đào này, phải xét nghiệm này, phải xem mẫu này, phải thăm dò này. Thì cô này cô cũng là, mà thiên phủ cũng là kho tiền, cũng có thể là khoáng sản, cũng có thể là vàng. Nên là cũng sẽ hợp với cô đấy. Thứ hai là sao thiên hình nằm cung điền trạch, lại cái sao địa không nữa, đi khoan đất đục đất là cũng chuẩn. Quan lộc thì nó không phải lo đâu, sau này nó làm sếp to lắm, số nó sinh ra không phải để làm nhân viên đâu. Thầy nói con mừng quá đi đấy. Con mừng lắm á. Mừng. Đây là số đẹp mà. Thế. Là số rất đẹp. Thế cháu ra trường, ví dụ như sang năm cháu ra trường này, liệu cháu có xin được ngành được nghề ngay hay có phải làm lễ thế nào để cho cháu xin ngành cho nó thuận lợi không thầy? Ôi, sang năm của nó ra ngành thì nó rơi vào đúng cái sao thái tuế, có nghĩa là sẽ thuận lợi vô song, có hóa quyền luôn và ra trường cái đi làm luôn. Chẳng phải làm lễ gì cả. Thế thầy có xem được giúp cho con luôn, giúp cho con luôn cái cháu thứ hai nhà con được không ạ? Cháu thứ hai à? Cũng là cháu gái ạ. Sinh ngày dương lịch. Cháu sinh ngày 3 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 99 ạ. Nhưng mà 3 giờ trước 3 giờ hay sau 3 giờ? Cũng không nhớ rõ cụ thể, bởi vì lúc bây giờ con trinh như cái bà mẫu bà ấy cũng nói không cụ thể lắm, nên con không biết là trước 3 giờ hay sau 3 giờ, tí thầy xem có con hai gái. Nhà toàn gái đúng không? Vâng, cháu gái ạ. Hai con gái ạ. Rồi, đây rồi. Nó sinh vào đúng 3 giờ. Cô bé này cũng ghê gớm, không phải dạng vừa đâu. Cô bé này sau này là làm sếp, đúng là số con bé làm sếp làm quan này. Lá số giống ủy viên trung ương đảng chứ phải ít đâu. Cô này mệnh vua tử vi thiên sát sát tại mệnh, cũng đây là một lá số tốt. Tiếc rằng là bố mẹ không được hạnh phúc với nhau. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, cô bé này á là sau ấy nên đi làm những công tác đảng và đi làm chính trị ngay từ bé thì tốt. Nha. Và hợp với ngành đảng, công tác đảng ấy. Thầy có quen một số người mệnh tử vi thất sát tại mệnh này làm chức to lắm. Và toàn phó bí thư thường trực, có người là phó bí thư, nữ là phó bí thư thường trực một tỉnh đấy.
cũng lá số này. Đấy. Vì cái sao Liêm Trinh phá quân nó làm cung quan lộc nó chỉ hợp với làm tổ chức đảng thôi. Đấy, hoặc đi làm sản xuất, hoặc là thầy quen một cái anh ấy thì anh ấy lại mở một cái xưởng sản xuất đồ chơi trẻ con, trẻ em ấy cho học trò rất giàu có. Những người này đều giàu. Những người giàu và có quyền lực, đúng rồi, thu phục được nhiều người xung quanh. Đây là lá số rất tốt. Nhiều người thể phục ấy, nó giống như kiểu đại ca ấy. Mặc dù nữ nhưng mà tổ tập hợp được nhiều người. Vì cô bé này có rất nhiều cái học giỏi lắm thầy. Đúng rồi. Bởi vì cô bé này có sao đủ tròm sao đẹp. Đủ không? Thứ nhất là hóa quyền, hóa lộc nằm cung tài bạch của nó chiếu mệnh nha, nên là cung tài bạch nó tốt lắm. Lực sĩ Long Chỉ Phượng Hác tứ linh chiếu mệnh nhá. Đó, cung tài bạch của nó tuyệt đẹp nên là sau này nó giàu có và kiếm được nhiều tiền. Đấy, cung Điền Trạch cũng thế, là cung rất là đẹp. Những người nằm này cung Điền Trạch bao giờ cũng đẹp mà mệnh bao giờ cũng thiên tài chiếu. Tử vi thất sát tại mệnh là kinh khủng lắm. Giỏi lắm nha. Rồi Thiên Phủ là cái sao giàu có nằm cung Thiên Di nữa, lộc nó cứ đến thôi. Tiền nó cứ đến thôi. Và cô này tốt nhất là làm công tác đảng. Bởi vì có rất nhiều những cái chòm sao khi mà cô đi giám sát tổ chức thì mới tốt. Còn cô trực tiếp thực hiện chỉ huy lãnh đạo thì không tốt lắm. Đó. Nói chung đây là một người sau này nên làm chính trị. Với con bé này nó rất hay ở chỗ là sinh ra hợp âm dương, mệnh sinh ra cung âm, lại hợp cả ngũ hành nữa. Mệnh là thành đầu thổ cục, lại hỏa lục cục. Đấy. Nên là cục sinh bản mệnh. Đấy, hợp âm dương luôn, âm dương thuận lý. Đấy, đây là một lá số rất đẹp. Alo. À thế anh. Vào. Rồi. Vâng. Báo với ông việc gì? Báo với ông việc gì thì em báo luôn cho. Ông ở gần đây. Rồi, 30 phút em báo nhắn cho anh nhé. Vâng. Nghe chưa? Alo. Dạ con nghe rõ rồi ạ. Rồi. Đấy, số may mắn là có hai đứa con tốt. Nhưng cô này cô này mới có tiền duyên này. Cô này vong theo này, cô thần Đà La Hóa Kỵ này, thần có quả tú, cô này thì có tiền duyên. Về tình duyên của cô này thì sau này á là nếu như hóa giải được tiền duyên thì không lận đận thì tốt. Thì là ổn định. Đây cũng là một lá số mà có ông chồng rất hiền, tử tế. Đẹp lắm nhá. Đấy, những cái năm hạn của nó này, năm hạn của nó này là năm thứ nhất là cô bé này á là dễ, cô này là đào hồng gặp địa kiếp nhá, gặp sao thai ấy, cũng như là số dễ bị người khác lợi dụng về mặt tình duyên lắm. Mà để cho ảnh hưởng đến có bầu đây này. Đấy nên là bảo nhắc bé hết sức cẩn thận. Năm 25 tuổi. 25 tuổi âm là 24 tuổi dương đấy. 6 năm nữa nha. Là cái năm đấy sẽ diễn ra cái việc như thế thì hết sức cẩn thận. Đề phòng. Đấy. Năm 26 tuổi thì trở ra thì hơi thất tình một chút. Đó. Nên nếu mà năm 25 tuổi mà lấy chồng là sẽ bỏ chồng người đấy. Sẽ bị người đấy lừa và thất vọng rồi bỏ. Cô này nên lấy chồng năm 27 tuổi nhá.
Đừng có lấy cái người 25 tuổi mà lấy cái năm 27 tuổi thì mới thành công. Rồi. Hai nữa là về sức khỏe thì cái sau này hay bị đau lưng này. Và hệ thống đường ruột hơi kém. Đó, người thứ hai. Và năm hạn là năm mà thầy vừa nói nhá, 25 tuổi này. Rồi năm 46 tuổi này. 46 là về công việc là dễ phá sản. Năm đấy tự nhiên mất trắng, trắng tay. Nhá. Rồi năm 55 tuổi cũng thế, dễ trắng tay. Năm 64 tuổi cũng dễ trắng tay. Nghĩa là cái người này nếu không cẩn thận là cứ trắng tay rồi lại có, trắng lại có. Nhưng mà phải đề phòng, hóa giải nó đi thì nó ổn định chứ không có lại mất lại kiếm nữa, mệt ra. Với cô này kiếm tiền giỏi lắm. Tham vũ đồng hành nằm cung tài bạch này, kinh khủng, giàu có. Nó còn giàu hơn cô kia nhiều. Đây này, trong này nhìn trong lá số này á, là cậu cái cô bé này là còn một phải một hai đứa, một đứa mà chị ấy, chị em gái ấy, cũng một đứa chị em gái nữa bỏ này, em cười như con bỏ đứa nào đây này. Đấy đấy, thì nhìn trong lá số của bé này thấy cái con bé kia đi theo bé này luôn, cũng con gái luôn. Ừ. Đấy, có điều kiện thì cầu siêu cho cái bé gái mà mình bỏ ấy. Thế bây giờ nếu mà như làm lễ cho các cháu như vậy thì con phải làm như thế nào thầy? Khi nào về Việt Nam? Con sang năm con về. À, sang năm con về. Ừ. Thì nếu có điều không có điều kiện, nếu mà muốn làm nhanh thì có thể các thầy cũng có thể giúp được luôn. Còn nếu mà không thì đợi sang năm. Rồi, con gái 18 tuổi là học đang học cấp 3. Cháu học cấp 3 năm nay cháu học đấy. Có thể thầy xem giúp con cho cháu có định thi vào cái ngành ngoại ngữ, đại học ngoại ngữ, đại học Hà Nội ngoại ngữ để thầy đỡ có được hộ. Cô này sao nói toàn sao nói tại mình này, tấu thư này, bạch hổ này, thiên đi này, đường phù này. Tóm lại là cô này học nghề gì cũng cháu cũng giỏi cả. Cháu thì cháu học giỏi chuyên về Anh với Toán ạ. Ờ. Rồi. Học cứ học tốt đi, sau này đi làm chính trị. À thế ạ. Ờ. Nhớ là xin xung phong vào đảng sớm nhá. Phải vào đảng càng sớm càng tốt. Hoạt động càng ngoại khóa, ví dụ như tham gia hoạt động đoàn, đội, đoàn ấy. Ngay từ bây giờ đảng và đoàn ngay từ bây giờ vì cô này có tố chất của lãnh đạo. Nên là phải khuyên nó đi tham gia ngay đi. Thì sau này nó rất thuận lợi trong cái quyền lực chính trị của nó. À thế ạ. Ừ. Và thế bây giờ con thầy con mấy lần con nói thật với thầy là con cũng đi khá mấy lần cháu con cũng có mấy lần cháu mấy lần thai. Thế bây giờ thì thầy có cho hợp con xem là liệu có siêu thoát được không hả thầy? Thầy thấy trong cái lá số này của đứa bé này á là chưa thấy con của con gái có một đứa con gái ẩn tuổi của con bé này. Cũng như là có một đứa con bé gái ẩn tuổi hợp tuổi bé này và nó đi theo bé này nhưng mà vì là nó hơi ganh tị với con bé này một chút vì con bé này cái gì cũng có mà bé gái kia thì cũng đáng lẽ được làm người nhưng không được làm nên bé đấy cũng có hơi chút sân hận. Đấy, nên là cầu siêu càng tốt thì cô bé này càng hành thông. Nha. Yeah. Rồi, hôm nào về Việt Nam thầy sẽ mời các bé lên nói chuyện, xong rồi mẹ siêu thoát cho các bé. Thầy thấy thầy sắp cho con xem cái cháu thương là cháu này, cháu thương cho bé này, bên là cháu nói thật bên này là cháu hay ốm, cháu rất không ốm nặng, cháu hay đau người, ốm nặng liên tục luôn. Là như thế nào hả thầy? Thì nói rồi, cô bé này có tiền duyên, có âm theo mà. Như là cô này á, cô kia thì không, nhưng cô này thì bị bệnh âm bám. Như là bị các vong linh bám thì thường xuyên đau đầu này, thường xuyên mệt mỏi này, thường xuyên nặng vai này. Thì đấy là hay bị vong theo là như thế, âm phá. Thì khi mà âm phá, âm theo ấy, thì người ta hút bớt năng lượng dương của cái cô bé này đi, làm cho người mệt mỏi, da không sáng ra được.
đấy, rồi khó ngủ, rồi mắt quầng đấy, thì đấy là lý do, đấy là những người mà bị bệnh âm nó sẽ biểu hiện như thế. Và nhìn đa số cô này thì đúng là bệnh âm như thế, và cần phải càng hóa giải sớm càng tốt cho cô ấy. Cháu có khi thằng cứ kêu đau đầu, cháu ăn buồn nôn rồi là lại đau chỗ nọ đau chỗ kia liên tục. Đúng rồi, cô bé này bị bệnh âm mà. Âm mà nhá. Thứ nhất là cung tật ách hãm rồi, rồi lại bị cô thần quả tú, rồi rất nhiều cái sao xấu nó chiếu vào cái sao, nhất là cô thần này, phá toái đà la hóa kỵ nằm cung tiên di này, cô này còn dễ bị âm nam chết đường bám nữa cơ, nên là sẽ khi mà bị những người tai nạn và bám vào ấy thì người ta thường đau giống như người bị tai nạn, thì người ta hay cũng như cảm giác như thế, nên là cô này càng giải soát sớm cho cô càng tốt nhá, quan tâm đến cô đi. Rồi cả gia đình nhà con vậy. Rồi bây giờ thầy sẽ làm video thầy gửi cho nhá. Thế thầy dạy con đi, còn con thầy cho xem cho con đi, con thầy cho con đi nào. Con nữa à? Con vâng. Con sinh vào ngày vào dương lịch bao nhiêu? Ngày sinh vào lúc 10:21 con ngày ngày 18 tháng 1 năm 1975. Mấy giờ? Tầm khoảng 10 giờ hay 11 giờ đó thì con cũng không đọc cụ thể. 10 giờ sáng hay chưa tối? Buổi sáng ạ. Ấy chà chà. Sao thế này? 10 hay 11 không nhớ rõ à? Dạ vâng, cái tầm khoảng đấy ạ. Con không nhớ mẹ nói, con không nhớ rõ. Con không biết mẹ nói cô cụ thể. Đấy à? Dạ. Rồi thầy sẽ kiểm tra cung con biết ngay. Dạ vâng. Con sinh vào 10 giờ đấy, không phải không phải hết 11 giờ đâu, 10 giờ. Bởi vì 11 giờ trở ra toàn con trai à. Dạ. Sinh vào 10 giờ. Nó có gọi là giờ đấy chính là giờ tị nhá. Giờ tị thì con sẽ có nhiều con gái này, sao âm này, đấy, liêm trinh tham lang âm này, đóng ở cung âm này, mà đại hao nằm cung con là bỏ mất rất nhiều thai đây này, đúng rồi đấy, đúng rồi, trong lá số này chuẩn luôn. Rồi vợ chồng thân cư chồng, nhưng mà mặc dù rất chung thủy với chồng nhưng mà cũng không kiếp chiếu ở đây, nên là hai vợ chồng cũng sẽ có xa xảy, không ở được với nhau này. Đó. À, lá số này của con là con cũng bị bệnh âm nhá. À thế ạ. Con là bị bệnh âm nặng ấy. Bởi vì hỏa linh đóng tại cung mệnh luôn, hở luôn xa số 7. Con là gọi hồn phát lên ngay. Nhập vào con ngay lập tức. Đúng thế. Tức là con là bản thân đã bị triệt mệnh rồi, triệt mệnh là bị một cái linh hồn mà đi theo người ta che mắt ngay từ bé đấy. Nên là khiến cho mình trước 34 tuổi ấy, là có những nhiều cái hành động mà khiến cho mình phải hối hận. Đấy, nhất là năm 34 tuổi là năm phải phá sản. Liêm tham rồi đại hao, đấy năm đấy là phá sản tất toàn bộ, đấy là cách đây 9 năm. Là về mo, đúng rồi. Đấy là số về mo xong làm lại từ đầu. Nha. Yeah. Và lá số này thì thấy rằng cung thiên di con đi xa là đúng rồi, bởi vì cung thiên di của con thì có sao lộc tồn, nên là đi xa có lộc có tiền. Cung thiên di được thôi. Bây giờ thầy xem cho những cái sao cung nha. Thứ nhất là cung phúc đức của con là tương đối ổn nhá, âm phần. Cung phụ mẫu thì triệt phụ mẫu nơi xa bố mẹ từ bé. Cung mệnh thì triệt rồi, không nói nữa rồi. Hỏa linh đóng tại mệnh, hở luôn xa 7, nhưng con đa tài đa nghệ lắm, việc gì cũng biết làm. Đúng rồi. Và tương đối giỏi đấy, văn võ song toàn đấy này. Phi liêm hỏa linh. Cảm nhận tốt lắm. Về cung huynh đệ thì anh chị em trong nhà cũng tương đối hòa thuận, không vấn đề gì. Đẹp. Cung chồng thì có cự môn, nhưng mà vì không kiếp chiếu cung chồng nên là hơi lằng nhằng chuyện chồng. Nha.
cùng con thì có liêm tham hãm đấy, nghĩa là con là cái số người mất còn nhiều hơn số người đang còn, con của con ấy. Nhưng những đứa còn thì rất tốt, bởi vì chúng nó có văn xương thiên chủ, lưu văn tinh, nghĩa là hóa lộc, nghĩa là học hành tốt tử tế đấy. Hoa khoa chiếu cung con, hóa quyền chiếu cung con, nghĩa là những cái đứa mất thì không nói thì xấu, nhưng đứa còn thì rất là giỏi. Và cung tài bạch của con thì có sao thái âm hãm, nên là về hậu vận mới kiếm được nhiều tiền. Nửa đời đầu kiếm được là toàn bị ăn chặn, ăn bớt, mất cắp thôi, vì phục binh đóng đấy nha, không kiếp. Rồi số cũng phải bị phá sản. Trên đời đã bị phá sản rồi, vì kiếp không kiếp phục binh đóng cung tài bạch, lại gặp cái tròm liêm trinh tham lang hãm địa, nằm năm 34 trở ra đó là số phá sản. Nhưng mà từ 44 tuổi ra thì 34 tuổi ra lại ổn định nhá. 44 trở ra lại ổn. Sang năm ấy là con có một cái hạn. Năm nay là con chiêu chi tiêu tốn kém lắm cái này nhá, năm nay á. Và con cẩn thận là năm chi rất nhiều tiền và dễ bị tai nạn lắm ấy. Năm nay này này. Đề phòng cho thầy tháng may quá, nó quá hết rồi. Tháng 10 là bị nhẹ một tí thôi. Tháng 11 thì không sao. Tháng 11 cũng cẩn thận tai nạn tí nhá, ngoài đường á. Rồi. Tháng 12 nhiều tiền. Đấy thì năm nay là cái năm cũng không tốt với con đâu nhá. Chi tiêu tốn kém, mất nhiều tiền. Đó, từ năm 44 tuổi trở ra thì con đỡ xấu hơn. Nhưng đời con phải sướng nhất là năm 54 tuổi trở ra. Lúc đấy thì nhiều tiền lắm, con cái nó giúp đỡ rồi mọi thứ nó ổn định. Nhà cửa ổn định, mọi thứ tốt. Rồi, thì năm 54 tuổi trở ra là rất sướng. Còn 44 đến năm 53 thì còn vất vả một chút nữa là về kiếm tiền. Nhưng hạn năm 44 tuổi nhá. Chính 44 tuổi là hạn mất tiền, mất cắp đấy. Rồi trong họ có tang sang năm ấy. Nhá. Mà mẹ con là sang năm, mẹ ruột đang còn đúng không? Mẹ con ạ. Sang năm là năm hạn của mẹ. Thế ạ? Sang năm là năm hạn của mẹ, năm tiếp theo là năm hạn của bố. Bố mất rồi gì? Đấy. Thế thì thôi, nhưng mà năm hạn của mẹ, con là ăn lộc của bố đấy nhá. Phúc đức là của bố này. Hôm nào về Việt Nam mời bố lên nói chuyện xem đúng không? Bố con trước đây còn sống, bố con mất năm năm xưa, bố con làm công an cứ một tháng nào cũng được, bố con cho con tiền. Đây là còn sống ấy. Tướng quân cố gắng làm cùng bố này, bố làm nhà nước là chuẩn rồi. Rồi. Thế nhá, là về cuộc đời con ấy là còn mấy cái hạn nữa, năm 44 là sang năm hạn này nhá. Là đấy thì hạn không rơi vào mình thì rơi vào mẹ. Được chưa? Đó. Rồi năm 43 tuổi là năm 43 là năm nay rồi. Năm 52 tuổi cũng không cái hạn nữa. Về phá sản, mất tiền. Nên là cẩn thận nhá. Thầy xem giúp con xem về cái phần mộ, phần đất cát nhà con ở nhà có xem được không ạ? Về âm phần mộ mả của con thì bố con thì tương đối đẹp, đẹp lắm. Về mộ, phần mộ ở Gia Tiên nhà con thì đẹp. Không đẹp thì làm sao mà có hai đứa con gái siêu thấy được. Thế thì bố ấy, con nói về phần đằng nhà chồng con ấy, bố mẹ chồng con cũng mất cả đấy. Bố mẹ chồng mất cả rồi hả? Dạ. Bố mẹ chồng mất hả? Thôi việc đấy thì hôm nào về thầy kiểm tra về phần âm thì nên đọc tên tuổi các cụ này, nghĩa trang an táng thì thầy mới kiểm tra được từng người một. Nhá. Hôm nào về Việt Nam thầy kiểm tra cho. Bây giờ thầy xem tử vi thầy nói tổ về trong cái lá số này về phần mộ họ hàng nhà con là tương đối tốt, không vấn đề gì. Âm phần ấy. Thầy bây giờ như con mới có âm theo như vậy thì bây giờ con phải làm như thế nào? Về Việt Nam thầy giải cho. Hôm nào thầy gọi FaceTime ấy, gọi truyền hình trực tiếp ấy, thầy gọi vong hồn ấy lên cho. Nhưng hôm nay thầy bận, thầy đang chuẩn bị lễ rồi. Thầy vậy thì thầy gửi video cho con nhé. Bây giờ thầy sẽ gửi video cho nhá. Con cảm ơn thầy nhiều nhé. Rồi, xin chào nhá. Vâng, con chào thầy.